Chào các bác, sẽ ghép và em đang ghép cho các bác nghe cặp loa JBL CF120. Cặp này thì từng bát nó rất là uy lực. Em quay gần cho các bác xem. Cặp này nó sở hữu 3 đường tiếng. Nhưng cặp này nó có một cái đặc điểm mà rất là nhiều anh em thích. Đấy là thứ nhất là cái đường kính bát là bát 30. Và thứ hai là cái độ nhạy là rất là cao, 96 dB. Rồi trở kháng thì là 8 ohm, những cái thông số của một cặp loa rất là dễ ghép. Đấy, cặp loa này là JBL này, bass 30 này, độ nhạy 96 dB này, trở kháng 8 ohm này. Và cái đôi này về hôm nay trong tình trạng tháo đôi là rất là đẹp luôn. Đấy. Bass 30. Và cái tầm giá nó cũng rất là dễ chịu. Cặp này nó có giá là 16 triệu các bác nhá. 16 triệu hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2019 các bác nhé. Em báo giá thì nó đi đôi với cả đích danh đôi này. Và nó đi đôi với cả cái thời điểm này. Là 2019, tháng cuối tháng 10 2019. Đích danh đôi này là có giá 16 triệu. Đấy, các bác lưu ý giúp em nhé. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì những cái đồ bãi này giá nó sẽ thay đổi theo cái chất loa. Là cái thứ nhất. Nó thay đổi theo thời điểm. Đấy. Có thể sát Tết mà hàng nó ít thì có thể nó sẽ lên giá chẳng hạn như thế. Mà thậm chí sang năm sau mùa hè vẫn là mùa chậm, nhưng mà nó vẫn lên giá là chuyện bình thường. Nó liên quan đến tỷ giá hối đoái, rồi nó liên quan đến cái nguồn cung, nhiều yếu tố lắm. Nhưng cái đôi này thì em khẳng định là nó sẽ còn lên nữa, bởi vì cái tầm tiền nó rất hợp lý. Một cặp loa JBL Bass 30, độ nhạy 96 dB, rất đáng để sở hữu và sưu tầm. Đây là dòng cung công đúc các bác nhá. Vừa rồi thì em test một con âm ly thì đương nhiên là nó cũng rất là gấu, của Marantz, dòng 1150 Mark 2. À, con này đánh vào cái đôi loa này thì nó quá hay rồi. Vừa rồi em ghép trên mạng thôi, còn cái đầu giải mã này em chỉ gọi là quay đấy thôi, chỉ gọi là bày cho nó đẹp thôi. À, vừa rồi đánh con này điện 100V Marantz 1150 Mark 2, bởi vì nó có dòng Marantz 1150 trơn. Đây, đằng sau của nó đây các bác nha. Product in Japan, sản phẩm của Nhật. Design thì của Mỹ. Các bác biết Marantz thì design cơ bản design của Mỹ. Design của Mỹ nhưng sản xuất tại Nhật, sản phẩm của Nhật. Nhưng mà đa phần là nó cũng xuất sang thị trường Mỹ rất là nhiều. Và thêm một cái nữa là bản thân là cái design, những cái thiết kế là của người Mỹ, do đó là những cái con Marantz kiểu dạng như thế này nó chơi loa Mỹ rất hay, không phải JBL đâu. Mà với cái con JBL CF120 này thì kể cả các bác có đánh đờn ông 390AE đi nữa thì tiếng nó vẫn hay. Những cái thông số của nó rất là dễ ghép. Nó cũng hai lỗ thở các bác nhá. Đây là dòng bass rất là lực, hai lỗ thở. Nó kiểu như Sherwin Vega. Thực ra Sherwin Vega là học của ông này. Đấy. Cặp loa quá chất lượng luôn. 16 triệu thời điểm này. Rất là hợp lý cho anh em nào muốn sở hữu một cặp loa cho tiếng bass uy lực mà không ăn công suất của âm ly. Rồi, mời các bác qua trực tiếp thẳng Audio số 67 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.